Xin chào tất cả các bạn, mình là Sunny V đây. Hôm nay hãy cùng mình vẽ tranh Phật nhé. Hướng dẫn vẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách dựng hình và vẽ bằng nét bút thôi. Và clip sau thì mình sẽ làm video phần 2 là phần tô màu mọi người nhé. Thank you.
Các bạn nếu yêu mến kênh của mình và cảm thấy video của mình hữu ích thì hãy ấn like và chia sẻ video, đồng thời ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Các bạn muốn mình vẽ gì thì comment ngay xuống bên dưới để mình làm clip mới nha. Các bạn nhớ đón xem clip sau của mình là phần 2 tô màu nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.